Hà Nội xin chào mọi người nha Hôm nay ngày 17 tháng 7 thì em sẽ lên chương trình thanh lý cho các bác là Hồ Điệp Hoa Đại Của lô mới về hôm trước nhá Cây nó hơi xấu hơn một chút với giá rẻ thôi 20.000 một cây nhá Đấy, những cái cây đẹp thì em bán trong một hai ngày là đã hết rồi Đấy, Bây giờ có những cây nó hơi xấu hơn một tí Thì em sẽ thanh lý đi cho mọi người với giá rẻ hơn nhá 20.000 Đấy, rẻ hơn, có xấu hơn có nghĩa là lá nó bị ít hơn này Đấy, còn cây thì vẫn rất là khỏe nhá. Cây này mọi người nhìn bộ rễ bên trong của nó vẫn rất là khỏe này. Lá thì nó không được tuyệt vời như những cái cây mà 30 000 hoặc là những cái cây 25 000 Đấy, những cái cây này thì lá nó hơi xấu hơn một tí thôi. Đấy, còn nó vẫn khá là đẹp so với mặt bằng chung của cây. Đây, mọi người nhìn cái rễ bên trong này. Đấy, rễ nó đang phát triển rất là khỏe. Về nhà chúng ta thay cho nó sang chậu to ấy là nó phát triển kinh khủng luôn và đến Tết là nó sẽ cho hoa nhá. Những cái cây như này mà có giá nó 20 000 thì quá là rẻ rồi mặt hoa thì em cho mọi người xem này mặt hoa thì hoa đại thì nhà em có 10 màu hoa đấy hơi nắng nên mọi người thông cảm một tí hoa đại nhé đạt từ 12 cho đến 14 bông và nở vào tết rất là nhiều màu trắng tím xanh vàng hồng kẻ cam đốm chấm chớp rất là nhiều màu nhá và em sẽ bán đủ màu cho mọi người đấy 20.000 một cây mua 20 cây thì em bao ship nhá. còn 10 cây thì mọi người vui lòng chịu phí ship cho em là ba chục cây như này 20.000 quá xứng đáng này Hồ Điều Hòa Đại nhé đảm bảo cho mọi người là cây nó hơi xấu hơn cây 30 nhưng mà thân lá rễ của nó đều rất là khỏe, tất cả những cây này đều sức sống phát triển rất là khỏe. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106, em ở Đan Phượng Hà Nội nhá mọi người nhắn tin hoặc là gọi điện cho em đều được, số lượng cây nhà em rất là nhiều. Thế nên là luôn luôn cung cấp cái cây đi đến cho mọi người với cái giá rẻ nhất, ok nhất. Đấy, cây rất là đẹp, em chào các bác nha.